vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin phép lên lại một cái radio cassette dòng mono của hãng Hitachi. Cách đây khoảng một thời gian thì em đã từng cho lên sóng và để giá là 500 ngàn. Thực sự cái mức giá này thì nó quá xứng đáng, nhưng không hiểu vì sao mà nó vẫn ế nằm đây. Em thấy lắm lúc cũng tương đối là buồn cười. Có những món mà em cho rằng là sẽ bán được rất nhanh thì lại không bán được. Có những món thì em cho rằng sẽ ế sưng ế xỉa thì chỉ 15-20 phút sau đã có người gọi đòi chốt. Đúng là đời thì chẳng mấy khi nó theo ý ta. Hôm nay em cho lên sóng và cũng thực sự em thấy con đài này nó xứng đáng với giá 500 ngàn. Và em sẽ không giảm giá. Ngày hôm nay thì em sẽ tiến hành test lại, vẫn bán với giá 500 ngàn thôi. Nói thật với các bác là trong cái phân khúc radio cassette dòng mono nhỏ gọn như thế này, kiếm được một cái con ở hàng bãi với cái nhan sắc còn được tầm này, với cái tầm giá này là không dễ đâu các bác ạ. Bây giờ thì em sẽ test một đoạn sóng FM. Con đài này nó có khá nhiều ưu điểm. Ưu điểm đầu tiên đó là nó có FM đến 108, nghe đủ các đài từ địa phương đến trung ương. Ngoài ra thì nó còn có cả băng sóng chung, sóng AM nữa. Nó sở hữu một cái củ toàn giải, em nghĩ nó rơi vào tầm khoảng 9 cm màng giấy gân nhúng dầu, gân lụa nhúng dầu, dạng gân lụa xếp đấy ạ. Và cửa băng cassette được đặt sang bên góc trái. Nói chung người những cái thứ này thì nó quá dễ, cũng không có nhiều tài nguyên để mà chúng ta dẫn dắt về khoản video. Đây là volume và đây là công tắc chuyển đổi nghe radio hoặc là nghe băng tiếp cassette, và đây là cái thay đổi băng sóng. Cái model này thì nó có cả cái phần thu tiếng bên phần TV từ kênh 4 đến kênh 12. Nhưng mà cái khoản truyền hình mặt đất đó thì Việt Nam chúng ta khai tử từ khá lâu rồi, do vậy kênh sóng thứ ba nó không hữu dụng ở thời điểm hiện tại. Bây giờ em sẽ bắt một đoạn sóng FM. Và khi người đã làm được những công tác ban đầu rồi đó thì lúc đó chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán nó triệt để hơn. Nhưng mà chúng ta rất tiếc rằng là chúng ta vẫn toàn bộ trông chờ vào cái hệ thống y tế mà nhà báo Nguyễn Hạnh đã cho biết, và tôi cũng rất mong muốn rằng có hành vi quấy rối. Tuy nhiên về quan điểm cá nhân chúng tôi là rằng là thế nào là bị quấy rối. Phải xác định là nâng cao cái hệ thống cấp cứu 115 của nước ta và đào tạo cái kỹ năng sơ cứu cho cộng đồng. Đúng lúc Nhạc đi qua một cái cầu nhỏ đó, anh ta ngoài đầu ra ngoài cửa xe hơi phấn khích. Tôi bị rớt cái dái tai bên cái chân cầu đó, chém nhỏ. Và chúng ta tham gia tự giác đào tạo kỹ năng sơ cứu một cách nghiêm túc và xác định đấy là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, thì chúng ta mới có thể tự trang bị được kỹ năng cho mình và cho người khác. Bây giờ em sẽ test đến cái băng sóng thứ hai, đó là băng sóng chung, sóng AM. Một cái điều cực kỳ quan trọng đó chính là sẽ tạo thành một cái hành lang pháp lý nó đủ mạnh, tức là ở đây nó phải có cái luật sư cấp cứu ban đầu mà áp dụng cho toàn dân, cho tất cả mọi ngành nghề. Một người nếu như mà thấy nạn nhân mà không tham gia cấp cứu thì người đó sẽ đương nhiên bị truy tố. Thế rồi nếu anh tham gia cấp cứu mà anh không đúng, trên thế giới phần lớn có thể giám sát, theo dõi và định vị đối với quân đội Mỹ và đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cái hiện tượng xảy ra ở những ngay những quan hệ đầu tiên hay là nó chỉ gần đây nó mới xuất hiện ạ?
từ lúc cái vợ xuất hiện, ngay từ lần những lần đầu tiên đúng không? Vâng. Và cho đến bây giờ thì nó cũng chẳng cải thiện gì. Mặc dù như vậy là cả hai băng sóng đều bắt tốt. Trên con đài này em bao cả hai băng sóng bắt tốt, cả băng FM lẫn băng sóng chung, sóng AM. Sở dĩ bữa trước khi em cho lên ấy, thì em bắt buộc là phải bán với mức giá 500 ngàn. Bởi vì cái dây cua roa bên phần cửa băng cassette này nó bị trùng quá rồi, mà em thì không có dây mới để thay. Ngày hôm nay thì em có tháo ra kiểm tra, thì thấy cái phần cơ cassette, đầu từ, bánh tì, motor là nó còn tốt. Riêng về khoản đầu tư, bánh tì và hệ thống cơ là em bao tốt. Chỉ có dây cua roa của cái đài này thì nó trùng quá rồi. Bây giờ em sẽ test một đoạn băng cassette. Được, nhưng mà dây nó trùng quá rồi. Đó, như vậy bác nào mà mua con đài này cầu kỳ mà muốn nghe băng cassette thì bác chịu khó khui ra thay cái dây cua roa. Đây nó là dòng dây cua roa dẹt. Em thì thua, thuộc cái dạng bán đài một mùa, chẳng bao giờ có dây cua roa thay được các bác ạ. Chúng ta sẽ quay nhìn phía sau một chút. Đài thì liền lạc, không bể vỡ, chỉ có sứt sẹo thôi. Mọi chỗ sứt sẹo thì em đã xử lý rồi. Ví dụ như là cái chỗ nó sứt một cái miếng nhựa ở ngay chỗ đầu anten này, thì em đã gia cố lại bằng keo con chó rồi, yên tâm nha. Ngoài cái vấn đề sử dụng điện AC 100V, lưu ý 100V, thì nó còn cho phép lắp xem nào, mấy quả pin đây. Lắp 4 quả pin, dòng pin pin C các bác ạ. Pin C thì nó cũng tương đối là khó kiếm, chứ nó không dễ kiếm như kiểu những dòng pin tiểu hoặc là pin đại. Ở chỗ này chúng ta thấy nó có một cái khe nhỏ nữa, lắp một quả pin để phục vụ cho cái đồng hồ nằm ở phía trước mặt của cái đài. Và đây là thông tin Hitachi TRK5446, dải sóng FM 76-108, dải sóng AM từ 530 đến 1605 kHz, điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ 4W, điện áp DC 6V. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hitachi, made in Korea, sản xuất tại Hàn Quốc. Về kiểu dáng của đài này, em thấy là nó khá là đẹp. Đây là một câu nói hết sức là thật lòng, nhìn nó khá là bóng bẩy, đẹp. Thường thì những cái thiết kế của Hitachi xưa nay, đặc biệt là về cái khoản radio, bao giờ nó cũng có một cái phong cách rất riêng. 500 ngàn, em không ship COD và không bao ship. Shop em độ này tạm thời hết dây nguồn số 8. Bác nào mua con đài này tự trang bị dây nguồn nha. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em để ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này. Chị nhá, địa chỉ đầu tiên bác ạ. Hỏi cho bác gái hỏi, chưa ông đi nhà hàng lấy trả chứ không giá đi. Như vậy là bác gái từ chối, thì bác phải trao đổi kỹ càng hơn với bác gái nhé. Không đồng ý là nguyên nhân gì, do bác gái gọi là khô hạn, bác gái gọi là không thích hoặc là gì đấy. Càng trao đổi thoải mái được, càng trao đổi thẳng thắn được thì càng dễ dàng xử lý. Mình phải dò hỏi gọi là tận ngọn nguồn để hai anh chị có cái hướng giải quyết đúng nhá. Vâng. Rồi, cảm ơn nhà tư vấn bác sĩ Tâm Ngọc nha. Vâng, cảm ơn anh ạ.